Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Hôm nay mình sẽ lại đem tới một cái tin vui cho các bạn, đặc biệt là những bạn nào là fan của Samsung. Đó là việc Samsung Galaxy Note 8 tại Clickbuy đang có một mức giá vô cùng hấp dẫn. Hiện tại thì mình có tham khảo trên website của Clickbuy thì Samsung Galaxy Note 8 phiên bản 99% Mỹ đang có mức giá là 7.290.000 đồng. Đấy, tuy nhiên là nếu mà các bạn đến những cái cửa hàng ví dụ như là tại 453 Nguyễn Trãi hoặc là 43 Cầu Giấy thì các bạn sẽ được giảm thêm 200.000 đồng trừ thẳng trực tiếp vào giá. Đấy, nghĩa là giá của nó chỉ từ 7.090.000 đồng mà thôi. Đấy, với các cái màu sắc khác nhau thì giá của nó sẽ chênh lệch nhau khoảng một vài trăm nghìn, thì các bạn có thể kích vào những màu sắc nào mà các bạn yêu thích nhé. Đấy, cái sản phẩm tiếp theo đó là Samsung Galaxy Note 8 phiên bản 64GB 2 SIM của Hàn. Đấy, với phiên bản này thì các bạn sẽ được mặc định là độ lên 2 SIM luôn. Thì phiên bản này cũng có mức giá là 7.290.000 đồng. Đấy, tuy nhiên là nếu mà các bạn mua vào những ngày cuối tuần ấy, thì các bạn sẽ được giảm thêm 200.000 đồng. Đấy, nói chung là với bất kỳ những cái sản phẩm nào đang được bán tại Clickbuy thì các bạn cứ gọi điện trực tiếp đến, các bạn sẽ hỏi xem là mua vào ngày nào sẽ được khuyến mại nhiều nhất này, hoặc là mua tại cơ sở nào là sẽ được khuyến mại nhiều nhất. Đấy, các bạn cứ gọi điện đến đấy thì các bạn sẽ biết được thôi. Rồi, và tiếp theo nữa, có một cái mà mình còn sốc hơn nữa, đấy chính là Samsung Galaxy Note 8 phiên bản 256GB Hàn. Phiên bản này có thể độ được lên 2 SIM nhé, thì sẽ có mức giá là 7.590.000 đồng. Nghĩa là nó chỉ hơn có 300.000 đồng so với cả cái phiên bản 64GB thôi. Thì nếu mà với cá nhân mình nhé, kể cả 64GB mình có không dùng hết ấy, thì chắc chắn là mình vẫn mua 256GB. Đấy, để dùng nó thoải mái, nó không cần phải lo lắng gì đến cả bộ nhớ cả. Bởi vì có 300.000 chúng ta lên được bao nhiêu GB bộ nhớ trong, lên được gần 200GB bộ nhớ trong. Đấy, và với như thế thì chúng ta có thể quay video rất thoải mái rồi. Rồi, với tất cả ba cái sản phẩm Galaxy Note 8 với mỗi phiên bản này thì các bạn sẽ đều được tặng cáp sạc chính hãng luôn. Nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta không cần phải lo lắng gì đến việc là có sạc nhanh hay là không. Chúng ta mua về mặc định là đã có cáp với sạc rồi. Đặc biệt là con này lại có USB Type-C nữa. Đấy. Rồi thêm nữa nè, đối với cả những cái sản phẩm Samsung Galaxy Note 8 này thì các bạn sẽ được hỗ trợ trả góp với lãi suất là 0% nếu các bạn thanh toán qua thẻ tín dụng. Đấy, các bạn hình dung được không? Nghĩa là làm thẻ tín dụng nó rất là dễ thôi. Các bạn đến ngân hàng các bạn bảo là làm cho tôi một thẻ tín dụng như này như này. Nhưng các bạn chú ý nhé, là thẻ tín dụng ấy, chúng ta phải thanh toán thật là chuẩn xác ngày thì như thế cái lãi nó không bị cao. Nếu các bạn thanh toán chậm ngày thì lãi nó sẽ rất là cao. Đấy, nhưng mà cơ bản là nếu các bạn thanh toán đúng ngày thì các bạn sẽ không cần phải mất bất kỳ một cái lãi suất nào cả, 0% lãi suất. Thì điều này mình nghĩ là khá là hay. Đấy, chứ còn ví dụ như là Clickbuy có hỗ trợ trả góp 30% với Home Credit ấy, thì mình nghĩ là chúng ta cũng không nên sử dụng cái trả góp với Home Credit. Mình đã sử dụng một lần rồi nên là mình cảm thấy là không ưng cái việc trả góp qua Home Credit lắm. Đó là tất cả những cái mà mình muốn giúp các bạn để làm sao các bạn có thể mua được những cái chiếc điện thoại mà ưng ý nhất với mức giá tốt nhất và có những cái làm sao nó lợi nhất cho bản thân. Đấy, còn lại thì với Galaxy Note 8 Hàn và Galaxy Note 8 Mỹ thì nó khác nhau điểm gì? Đấy là với Galaxy Note 8 Mỹ thì các bạn sẽ được một sản phẩm với hiệu năng mình nghĩ là đánh giá là tốt hơn, bởi vì là nó chạy con chip Snapdragon 835 thì nó sẽ tốt hơn là cái con chip Exynos 8895 ở trên cái phiên bản Hàn. Tuy nhiên là phiên bản Hàn thì nó lại có thể độ được lên 2 SIM. Đấy, vậy là bạn sẽ xem là bạn cần hiệu năng hơn hay là bạn cần 2 SIM hơn. Với cá nhân mình thì mình thấy là với hiệu năng của con chip Exynos 8895 nó đã là quá đủ với mình rồi thì mình sẽ cần 2 SIM hơn. Nên còn không biết là các bạn sẽ cần cái nào hơn. Đấy, còn lại tổng quan về Galaxy Note 8 thì cái sản phẩm này là một sản phẩm có một thiết kế nam tính đẹp mắt, có một màn hình 2K rất đẹp và màn hình này là không bị khuyết tật một tí nào cả. Đấy, có hiệu năng mình đánh giá là ở thời điểm hiện tại vẫn rất là tốt. Đấy, đặc biệt là với chip 835 mình vẫn đánh giá là nó ngon hơn chip Snapdragon 710. Đấy, tiếp theo nữa nào, về mặt camera thì nó cũng rất ngon, về mặt thời lượng pin cũng ở mức độ đủ tốt, có hỗ trợ sạc nhanh. Đấy, rồi là có kháng nước kháng bụi, có bộ loa ngoài nghe rất hay. Với phiên bản Hàn thì lại có 2 SIM, đặc biệt là với cây bút S Pen thì đây là đặc trưng huyền thoại của dòng Note rồi. Chính ra nếu mà chúng ta so sánh sang cái tầm giá này, chúng ta lựa chọn được Xiaomi Mi 8 với cả Redmi K20 thì hai cái sản phẩm của Xiaomi đó nó chỉ hơn Note 8 ở khoản hiệu năng với cả hơn về khoản pin thôi. Còn lại về thiết kế thua này, màn hình cũng thua này, camera thì chắc chắn là thua rồi. Thời lượng pin thì hơn đấy, vừa nãy mình cũng đã nói, nhưng mà thua về kháng nước kháng bụi, thua về loa ngoài, đặc biệt là thua về khoản ghi âm. Đấy, thì các bạn xem là Note 8 với tất cả những cái hơn đó so với cả Mi 8 với cả K20 thì liệu nó xứng đáng hơn hay không đó. Còn các bạn thì các bạn cảm thấy sao về Samsung Galaxy Note 8 đang có mức giá rất rẻ tại Clickbuy? Xin mời comment để lại ý kiến ở phía dưới video. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.